Chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 24 giờ TV để cùng nhau cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày. Và ngày hôm nay có tin tức gì nổi bật? Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Trực tiếp bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh lần đầu cho Lý Nguyễn. Không chỉ người hâm mộ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, các fan hâm mộ bóng đá Việt Nam đang chờ đợi phút giây Lý Nguyễn ra sân tại V-League 2021 hơn bao giờ hết. Huấn luyện viên Mano Poking chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi đang gặp một số khó khăn trong giai đoạn này vì đội bóng chưa có nhiều phương án tấn công, thiếu sự sáng tạo. Đây là điều then chốt trong lối chơi mà tôi muốn xây dựng. Chính vì vậy, Li Nguyễn và Tuấn Tài hay thậm chí là João Paulo khi trở lại sẽ giúp chúng tôi có được những điều trên. Tôi hy vọng rằng họ sẽ là những mảnh ghép để chúng tôi trở nên hoàn hảo. Hiện tại Li Nguyễn đang cách ly và tới thứ sáu tuần này thì cậu ấy sẽ hội quân cùng câu lạc bộ. Có thể là cậu ấy sẽ không tham dự trận đấu sắp tới gặp Hà Tĩnh sau đó 2 ngày, nhưng cũng không nói trước được lâu. Nếu Li Nguyễn cảm thấy sức khỏe ổn và thủ tục xong xuôi, tôi sẽ sử dụng anh ấy. Chúng tôi không có nhiều thời gian để lãng phí. Nghe cái cách mà huấn luyện viên Manolo chia sẻ, có thể thấy được ông đang muốn lý Nguyễn ra sân hơn bao giờ hết, bởi rõ ràng cựu cầu thủ của New England Revolution đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn rằng sẽ giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi bộ mặt nhờ đẳng cấp đã được khẳng định từ lâu của mình. Dù biết thể lực của Li Nguyễn có thể đang không thực sự đảm bảo khi anh chỉ vừa rời khách sạn cách ly hai ngày. Tuy nhiên người hâm mộ cũng có thể chờ đợi về màn chào sân của cầu thủ này ở hiệp 2. Nên nhớ là Ly Nguyễn đã chia sẻ rằng anh luôn tập luyện với cường độ cao ở khách sạn để nhằm đảm bảo cho việc đủ thể lực khi hội quân cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sức hút của Ly Nguyễn là không thể bàn cãi, sẽ là không quá khi nói rằng không chỉ người hâm mộ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chờ đợi ngày cầu thủ này trở lại V-League mà rất nhiều giới mộ điệu làng túc cầu Việt Nam cũng đang chờ đợi giây phút ấy diễn ra. Trở lại với trận cầu thuộc vòng 2 V-League 2021 giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại sân Thống Nhất. Trước đối thủ được xem là yếu hơn, thầy trò huấn luyện viên Mano Poking được kỳ vọng sẽ giành trọn vẹn 3 điểm để dành tặng các khán giả nhà. Nói là vậy, nhưng rõ ràng là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không dễ để có thể hoàn thành mục tiêu, bởi lẽ đội bóng miền Trung cũng là một đối thủ không hề dễ bị bắt nạt. Bằng chứng là nếu không bị ngoại binh Claudeser phá hỏng hai quả phạt đền, có lẽ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành chọn 3 điểm trước Than Quảng Ninh, chứ không phải là trận thua ngược đau đớn. Trong khi đó, lối chơi của đội chủ nhà thống nhất ở trận đấu với SHB Đà Nẵng vừa qua cũng cho thấy nhiều vấn đề khi hàng thủ của họ chơi rất rời rạc và sự thiếu gắn kết của bộ đôi Đình Khương, Diakite là nguyên nhân dẫn đến bàn thắng của Hà Đức Trinh bên phía đội khách. Đồng thời, sự vắng mặt của Văn Thuận ở vai trò hỗ trợ phòng ngự vì đang chấn thương đã khiến huấn luyện viên Poking rất đau đầu để tìm lời giải cho khu vực trung tuyến của mình. Nói vậy để thấy, bên cạnh việc Ly Nguyễn có thể ra sân, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một trận đấu hay của cả hai đội vào lúc 19 giờ 15 phút tối nay. Trong bối cảnh mà cả hai đều đang rất muốn giành chiến thắng đầu tiên, trận cầu trên sân thống nhất chiều nay hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và khó đoán. Nhận định thành phố Hồ Chí Minh Hà Tĩnh, tâm điểm Lý Nguyễn. Lý Nguyễn là một trong những ngôi sao đáng chờ đợi nhất khi câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón Hà Tĩnh tại vòng 2 LS v 2021 lúc 19 giờ 15 phút ngày 24 tháng 1. Sau 14 ngày cách ly, Lý Nguyễn có buổi tập đầu tiên cùng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị cho vòng 2 LS v 2021. Ở mùa giải năm nay, Lý Nguyễn chính là bản hợp đồng bom tấn đáng chú ý nhất của đội bóng Sài Thành. Dù đã 34 tuổi, nhưng Lý Nguyễn vẫn được đánh giá cao về phong độ và đặc biệt là anh từng chơi bóng ở Việt Nam nên được dự đoán sẽ thích nghi nhanh với môi trường mới. Tất cả đã được Lý Nguyễn chứng minh trên sân tập cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền vệ từng được gọi vào đội tuyển Mỹ thể hiện kỹ thuật, khả năng xử lý và truyền bóng thông minh trên sân. Ở buổi tập đầu tiên cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Lý Nguyễn đã ghi một bàn vào lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng. Anh được huấn luyện viên Poking xếp chơi khá tự do trên hàng công, phát huy được sở trường. Khả năng ra sân của Lý Nguyễn trong trận với Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn còn bỏ ngỏ. Thực tế thì cầu thủ có bố là người Việt vẫn cần thêm thời gian tập luyện, hòa nhập với đội bóng. Tuy nhiên khi có kết quả và thế trận tốt, rất có thể Ly sẽ được huấn luyện viên Poking sử dụng nhằm giúp anh làm quen nhanh hơn với môi trường V-League và ra mắt người hâm mộ. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vừa để thua 0-1 trước SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân và đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải thầy trò huấn luyện viên Poking được thi đấu trên sân nhà thống nhất. Có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn đối thủ, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giành chọn 3 điểm. Trong khi đó Hà Tĩnh dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Minh Đức chưa bao giờ là đội bóng dễ chơi. Ở trận ra quân, nếu ngoại binh Claudeser không đá hỏng hai quả phạt đền, có lẽ Hà Tĩnh đã giành chọn 3 điểm trước Than Quảng Ninh thay vì trận thua ngược. Nhận định trước trận Thành phố Hồ Chí Minh Thất bại không một trước Đà Nẵng ở Màn Gia Quân khiến tham vọng của Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự cầm quân của huấn luyện viên Alexander Poking bị đặt dấu hỏi. Rõ ràng trước những đối thủ ngang cơ và cạnh tranh trực tiếp với chức vô địch như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh cần phải thể hiện dấu ấn mạnh mẽ hơn cùng một lối đá thuyết phục hơn. Có thể huấn luyện viên Poking chưa thể sở hữu được bộ khung mạnh nhất đủ để chiến thuật và triết lý bóng của nhà cầm quân này được phát huy tối đa. Một trong số đó chính là sự thiếu vắng ly Nguyễn, nội binh hưởng lương cao nhất lịch sử V-League, gần một tỷ đồng một tháng trong đội hình. Khoảng trống ấy đang được huấn luyện viên Poking cũng như đông đảo người hâm mộ Việt Nam chờ đợi được khỏa lấp ở trận đấu thứ hai của V-League năm nay khi Lý Nguyễn đủ điều kiện cùng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân thống nhất. Trong 14 ngày thực hiện cách ly, Lý Nguyễn cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt thể lực. Điều đáng tiếc nhất đối với anh là anh chỉ chưa có dịp tập luyện cùng với các đồng đội mới. Dẫu vậy với đẳng cấp đã được khẳng định ở giải nhà nghề Mỹ cũng như kinh nghiệm từng chơi bóng ở Việt Nam cách đây 10 năm, Lý Nguyễn được kỳ vọng sẽ không mất nhiều thời gian để hòa nhập với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhận định trước trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thành phố Hồ Chí Minh có thể thua tâm phục khẩu phục Đà Nẵng ở vòng đấu đầu tiên, nhưng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thất bại 1-2 trước Than Quảng Ninh thật không dễ để huấn luyện viên Phạm Minh Đức nuốt trôi. Đội bóng miền Trung tạo ra nhiều cơ hội hơn, mở tỷ số và có hai quả phạt đền, nhưng Claudeser lại bỏ lỡ đáng tiếc. Cay đắng hơn Hà Tĩnh lại để Quảng Ninh có hai bàn thắng ở những phút cuối cùng, qua đó thua ngược trong sự bàng hoàng từ huấn luyện viên đến cầu thủ trên sân. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức đương nhiên không muốn tai nạn ấy xảy ra thêm một lần nào nữa. Ông đã có sự chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng cho mục tiêu có được ít nhất một điểm trên sân thống nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Mourinho Việt Nam đã chuẩn bị sẵn cho chiến thuật đổ bê tông và tấn công chớp nhoáng cho Hà Tĩnh. Ông cũng sẵn sàng cho cả phương án mà thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng Lý Nguyễn ở một thời điểm cụ thể trên sân. Vẫn là lối chơi phòng ngự lùi sâu đầy khó chịu, Hà Tĩnh năm nay còn được nâng cấp khi đó những nhân tố có kinh nghiệm như Trần Phi Sơn hay Quách Tân để khiến cho những pha phản công của họ trở nên đáng sợ hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn luôn được cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp hãy để lại bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời. Xin chào và hẹn gặp lại.